hai thì khớp rồi, nhưng mà ý là các bạn ấy không làm bảng kê mua vào bán ra trên này thôi ạ. Còn nhập liệu chắc số liệu thì khớp rồi chị ạ. Khớp à? Cho chị thấy lệch nhỉ, để chị xem lại nhá. Đây này, hôm đấy của mình tài khoản 133 là đang dư 23 triệu, năm cuối năm 2021 đúng không? Vâng. Rồi em thử thu nhỏ này lại này. Rồi đến phần thuế này, mình đang đối chiếu chỉ tiêu thuế mà. Vâng, nhưng mà các bạn không làm thuế trên này đâu chị ạ. Không làm trên này à? Vâng. À, không làm trên này thì em thử cho chị xem cái tờ khai của em này mà. À vâng, được ạ. Ừ, nếu nó khớp với chỉ tiêu 43, nó khớp với dư nợ 133 kia là ok nhá. Tờ khai thì chờ em gì? Chút để em cóp ra hả? Ừ. Ok. Chỉ cần mở cho chị cái tờ khai thuế quý 4. Nếu nó cũng là chỉ tiêu 43 cũng là 23 triệu mấy đấy là ok nhá. Quý 4 mình đã khai đâu nhỉ? À, quý 3. Tức là nếu như mà em đang xem báo cáo đến quý 4 nhá, ví dụ em khai rồi, được chưa? Thì mình xem báo cáo cả năm. Báo cáo tài chính cả năm á, bảng đối tài khoản cả năm á, thì em sẽ đối chiếu với cái tờ khai thuế quý 4. Còn nếu em xem từ tháng 1 đến tháng 9 thì em chỉ cần đối chiếu quý 3 thôi. Chưa? Vâng, đây em đang xem. Cái bộ công việc. Không biết là cái này em cài xem chưa? Chị chờ em chút để em thử xem. Cài Intech View đúng không? Yeah. À đây có đây rồi. Bảo an quý 3. Đến quý 3, mình sẽ xem quý 3, cái này là quý 3 là phải nộp thì sẽ không còn đúng không chị? Thì mình chỉ cần xem hết quý 3 mà nó bằng không. Nhưng mà vấn đề là trong cái quý 4 này của em á, em đã là nhập mua hàng chưa? Đó, em chưa lên tờ khai nhưng mà nhập em đã nhập. Chị ạ, nhưng mà chưa làm bảng kê ạ. Nếu thế thì em chỉ xem cho chị, cần xem cho chị báo cáo, nhưng chị dạy cho mình nguyên tắc là mình hiểu đúng không? Chỉ tiêu 43 lên tờ khai thuế. Nó phải khớp với dư nợ cuối kỳ 133 của kỳ tương ứng. Được chưa? Thế thì em có thể chiếc khoanh vùng lại, mình xem từng quý một được. Quý 1 rồi đến quý 2 rồi đến quý 3. Đây em xem đến quý tháng 9 30/09. Nếu mà 30 tháng 9 mà em phải nộp thì 133 sẽ hết số dư. Đúng không? Vâng. Đó, đúng đây rồi. Hết số dư ạ. Đúng khớp rồi. Với tờ khai. Ờ, thế em hiểu bản chất chưa? Còn á, mình xem cả năm là mình có số dư 23 triệu là bởi vì đấy là cái thuế 133 của mình nhập của quý 3, à của quý 4 nhá. Vâng ạ. Ừ, rồi đến đấy thì mình sẽ lập tờ khai thuế trên Misa hoặc là ở ngoài thì trên HTKK thì cũng thế thôi. Nguyên tắc là vẫn thế, phải chưa nào? Như vậy ở đây đến quý 3 của em là 133 của mình nhá, số dư cuối kỳ bằng 0, chứng tỏ là mình phải nộp này. Đó. Đúng chưa? Rồi em mở cái tờ khai thuế lúc nãy lên. Đấy, tờ khai quý 3 này chỉ tiêu 43 bằng 0. Chỉ tiêu 40 là phải nộp 13 triệu đúng không? 13 triệu này. 194 này. Thế thử xem là cái số này nó có rơi vào tài khoản 333 không? 33311. Có. Rồi ok. Thì 33311 này của em á, em thấy dư có. Là thể hiện thuế. Mình còn phải nộp, đúng nhỉ? Em ghi cho chị đi. Vâng. Nhá. Em ghi được cái ý chỉ tiêu 43 thì nó sẽ phải khớp với dư nợ 133 trên bảng cân đối tài khoản này. Còn nếu như mà 43 bằng 0 thì mình sẽ có phát sinh chỉ tiêu 40. Đó, vâng. 40 là phải nộp, đúng không? Đó, 40 đây. 40 phải nộp thì mình sẽ nghĩ đến nó sẽ là có số dư của tài khoản 33311. Nó nằm dư bên có. Tài khoản 333 nói chung á là nó dư bên có là mình đang nợ thuế đấy em, đúng không? Và 33311 nói riêng nó là thuế giá trị gia tăng, đúng không? Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp. Đó là 13 triệu này, hơn 13 triệu này. Nhưng câu ý của chị là không phải khi nào nó cũng khớp với con số này, bởi vì nó còn phụ thuộc số thường nộp thừa, nộp thiếu của những kỳ trước nữa. Ở đây nghĩa vụ của em là kỳ trước, những cái quý trước mình không nợ, không thừa, không thiếu,
Thành ra đến đây nó khớp luôn chỉ tiêu 40. Dư có 333 này. Vâng. 3311 ạ, đúng không? Nha, chứ còn sẽ có những trường hợp mà nó ở các quý trước em bị thừa hoặc thiếu thì nó chỗ này nó sẽ tăng giảm nha. Thiếu. Vâng. Nộp thiếu thì chỗ này nó sẽ tăng so với chỉ tiêu 43 40 này. Còn nộp thừa thì chỗ này nó sẽ giảm nhá, so với chỉ tiêu 40 trên tờ khai. Em hiểu nhỉ? Rồi ạ. Ừ. Ok, đấy, đấy là cái chỉ tiêu hôm trước là mình đang dở cái chỉ tiêu về thuế. Thì nhìn thuế nói chung là 133 là thuế đầu vào, 333 là thuế đầu ra đấy. Thì cứ nhìn các tài khoản 333 nói riêng này này. Chưa? 33 nói riêng em nhìn thấy có chi tiết hơn ở dưới này. 33311 là chị vừa nói xong là thuế giá trị gia tăng đầu ra thì em sẽ có với tờ khai thuế. Đúng không? Tờ khai thuế giá trị gia tăng của quý tương ứng. Còn 334 là thuế thu nhập doanh nghiệp. Ở đây mình thấy là đầu năm 21 em có dư nợ là 6 triệu. Chứng tỏ là cuối năm 20 của mình là sao nhỉ? Nộp thừa đấy. Em nộp thừa 6 triệu đấy, đúng không? Vâng, chị ơi, bên em thực tế em được ở chưa? Bên em ý, bạn kế toán thuế này cứ mỗi quý là các bạn ấy hay nộp trước ở vào đấy 2 triệu chị ạ. À, tăng nộp thừa. Mà bản thân là vâng, đúng rồi. Ừ, đúng rồi, tạm nộp nhưng mà vấn đề là mình quyết toán. Ví dụ như chị ở đây này nhá, đầu kỳ mình thấy 6 triệu này thì chứng tỏ là năm ngoái quyết toán xong rồi là bạn ấy đang thừa làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xong rồi á, là bạn ấy đang thừa 6 triệu. Đang nộp thừa 6 triệu bởi vì lúc nãy chị nói tương tự như 333 á. Dư có là mình còn nợ thuế nhưng dư nợ là mình nộp thừa đấy. Vâng. Đúng chưa? Thì có đúng là năm ngoái của em đang nộp thừa 6 triệu không? Đúng rồi, các bạn ấy nộp tạm nộp mỗi quý 2 triệu mà. Ừ, là sao lỗ đúng không? Vâng. Sao để lỗ à? Vâng. Rồi tiếp tục em lại nộp tiếp 4 triệu trong kỳ này, như vậy là mình dư 10 triệu đấy, đúng không? Thì cứ để chờ như này, như thế này là tại thời điểm 30 tháng 9 này nhá, là em đang dư nộp dư 10 triệu, đúng chưa? Nhưng chưa chắc chắn là đến cuối năm là em còn dư từng này đâu, tại vì nó còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của em trong năm nữa, đúng không? Thì cái đấy chờ quay lại nhá, chờ quay lại sau khi mình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp này, đúng chưa? Vào cuối năm thì xem tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp em lãi lỗ như thế nào, tổng số thuế em phải nộp là bao nhiêu, thì mình bù trừ với con số 10 triệu này thì mới biết được mình nộp thừa hay nộp thiếu bao nhiêu nhá. Vâng. Cái này mình sẽ gặp lại sau khi làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, được chưa? Thì em cứ nôm na, em cứ nắm đúng bản chất cho chị là dư có là mình đang còn nợ thuế, còn dư nợ là mình đang nộp dư, nộp thừa cho thuế, được chưa? Vâng. Ừ. Còn 33382 là các loại thuế khác, 3 triệu là lệ phí môn bài đúng không? Cái lệ phí môn bài này tí nữa em có thể đổi cho chị thành ngày trước á, thuế để tên là thuế môn bài, cho nên mình dùng cái tài khoản 33382 là các loại thuế khác nhá. Nhưng bây giờ là đổi tên là thành thuế, đổi tên là thành lệ phí môn bài rồi, đúng không? Lệ phí môn bài tí nữa em tích vào đây, tích về từng chứng từ em sửa chị về tài khoản 3339 nhá. 3339 tên của nó là phí, lệ phí và các khoản phải nộp nhà nước nhá. Cái này nó thay đổi từ bao giờ ấy chị nhỉ? Từ năm 2017 rồi đấy. Chị thấy của mình thực ra cái này thì cũng không là không gọi là không phải là lỗi nghiêm trọng, chỉ có cái là hệ thống tài khoản nó tên của lệ phí môn bài nó thay từ thuế môn bài đổi thành lệ phí môn bài á. À, thì mình nên theo như thế, mình chuyển đổi sang thôi, hành toán cho nó đúng thôi. Là dùng tài khoản gì hả chị? 3339 đúng không? 33382 là các loại thuế khác này, cũng trong 333 thôi, nó cũng nằm trong cái tài khoản con của 333 là phí, lệ phí và các khoản phải nộp nhà nước, thì mình của mình gọi là lệ phí môn bài thì mình cho vào 3339 thôi, không cần phải dùng các loại thuế khác nữa. Các loại thuế khác là ngày xưa nó chưa có loại tên là tài khoản đặt tên cho là lệ phí môn bài, à, thuế môn bài, cho nên mình mới phải dùng là 33382 là các loại thuế khác. Thì thực ra nó không phải là lỗi nghiêm trọng nhưng mà mình biết thì mình nên sửa thôi nhá. Đỡ thuế nó bắt bẻ. Thì em tích đúc vào đây từng sổ chi tiết nhá, sửa cho chị, sửa hết. À, vào nghiệp vụ khác này cũng nợ 6422 có 3339 này, tí nữa mình đi nộp vào cái ủy hai cái ủy nhiệm chi này cũng nợ 3339 có 112 là được nhá. Cái này em ghi ra, tí nữa về nhà sửa chị hoặc sửa ngay tại lớp tùy mình nhá. Vâng, em đi rồi chị ạ. Ừ. Đấy là xong cái chỉ tiêu thuế đúng không? Vâng. Ừ, em xem vở hôm đấy của mình một này là chị hướng dẫn 11 chỉ tiêu về tiền,
2 chỉ tiêu về công nợ, 3 chỉ tiêu về thuế, đúng chưa? Vâng. Công nợ thì tiền thì gồm có 111 với 112. Công nợ thì gồm có 131 và 331. Đó. Thuế thì gồm có 133 và 333. Thuế đầu vào và thuế đầu ra đấy, phải nộp. Vâng. Đó, em xem theo dõi vở có phải như thế không? Vâng. Ừ.